Rồi bây giờ khách hàng người ta yêu cầu á là bà coi lại cái khoản này, khoản 5 trọn điều 7 đó, coi sửa lại cho người ta. Rồi à, trời ơi cái gì mà yêu cầu nhiều quá thì tranh thủ làm đi. Người ta yêu cầu chị, em mới làm tóc về là chị thấy sao, thấy thấy nó buộc không, buộc ra hẳn đúng không, y chang cũ luôn á. Không, em thấy nó buộc. Ủa sao làm tóc y chang cũ vậy, làm như tiền kỳ quá à. Hồi em làm tới 500 ngàn nữa chị. Trời ơi 500 ngàn. Trời ơi ông nói với em cảm ơn hai chị nha, ngồi canh hồ giùm em dễ sợ thiệt chứ. Cái bọc này, còn cái bọc này chết đó. Cái này còn nguyên, cái này chết rồi, em bị hại rồi, em bị hại rồi, em bị đâu anh chị ơi, bị hại rồi nè. Gì vậy, bị gì mà bị la làng vậy bé, hại gì ai hại? Trời ơi tự nhiên đồ bị cắt hết trơn vậy. Trời trời ai kỳ ghê á, quần áo mà bị cắt hết trơn hả? Dạ vậy sao đồ đâu rồi. Em đi ý không, dạ, đồ đi ý không, không đồ em thì không có lo, tại vì đồ em không có bị cắt. Còn nguyên nè. Vậy chứ em cắt cái gì, đồ ai? Đồ đây á là đồ em mượn của hai chị á, hôm bữa xong em đem lên em trả, không biết sao giờ ai cắt rách hết trơn rồi. Đồ đồ chị cắt rách hả? Ai đồ, nói đồ chị bữa cho em mượn. Trời ơi cái này cho em mượn cái sao mà quần tẹt lẹt vậy. Chết rồi, hai bộ đồ rưỡi. Cái này nãy em không chị, có cho em mượn. Em đem lên em trả rồi, nhưng mà không biết để đây ai cắt rồi. Ai cắt hả? Đồ em yên nguyên à. Giờ cái này trời ơi hết rồi. Chị ơi em thật lòng xin lỗi chị, mai mốt em cũng mượn đồ ai chị nữa đâu. Rồi, thấy con bé nó khóc quá. Thấy chưa rồi, là, phải không? Nó chỉ cần là hợp tác với nhau là liên minh mình thành công mà. Hai người cùng hợp tác nhau cắt đúng không? Chứ gì đúng đó. Rồi. Người cầm người kéo không, cắt đúng không? Tôi canh cửa đồ dữ đó. Canh cửa là hai em cắt. Mà vậy? Em cắt hổn lắm nha, em nói em đã bao cắt mà. Cắt là hai đứa là nó giá lại không còn bộ đồ mặc luôn. Em cắt lủng luôn. Đúng rồi. Vậy để coi hai bộ đồ rưỡi của tôi là 7 triệu, 7 triệu bên đây 3,5 triệu, bên đây 3,5 triệu đi, cho tiền đi. Ủa tiền gì? Cho tiền. Tiền gì người ta giúp đỡ. Trời ơi đồ này là đồ của tôi mấy ba ơi, đồ của tôi nữa. Ủa, đồ này có phải đồ của thằng Sơn đâu. Ủa ai biết thì thấy hai bọc đồ sến quá thì nghĩ đồ của nó mấy ba mặc sến vậy. Trời ủa? Ơi trời tình á, cái gì mà tâm hơ tâm hất đồ của Sơn không cắt được các đồ của tụi tôi lần sau. Bây giờ đồ đó mà mặc đồ cho nó mượn đó. Ê, tôi canh thôi, tôi cắt à. Ta giúp đỡ vậy thôi chứ không có gì nữa. Đó cái gì bây giờ cãi gì? Mấy giờ đợi đây, 3 giờ đợi đây. 3 triệu rồi. Không, biết gì. 3 triệu rồi, 3 triệu rồi cho tôi. Ê, trời đất ơi là trời. Làm sao ta? Có cách chưa? Nói gì? Đó đó. Coi như là có. Tôi chưa. Có cách. Có hả? Có. Mời qua bà con. Qua chút coi sao. À, trước hết gửi lời xin lỗi tới hai bạn bởi vì đã cắt đồ của hai bạn. Tiếp theo nói đi. Tôi nghĩ những cái cách mà nó đơn giản thiết thực trước mắt đi. Giờ người ta bay đứng ngoài cần gì? Visa passport cũng như thông tin cá nhân đúng không? Đúng rồi. Ăn cắp hết nguyên cái hồ sơ của con bé. Đi tù. Phạm đi tù. Pháp. Tới nó phạm pháp. Ác dễ sợ luôn đó. Đúng rồi. Đồ thông tin cá nhân người ta mà đi lấy. Ác lắm hả? Ác chứ. Qua hồi bỏ đi. Ừ bỏ cách này đi. Bây giờ tôi có cách này nó nhẹ nhàng hơn nè. Ok. Mình chỉ đơn giản là mình gọi điện lên hãng. Mình nói là mình hủy cái vé máy bay của con bé, đổi qua cái vé máy bay của tôi. Khi mà con bé nó ra tới sân bay, nó ngỡ ngàng ngơ ngác với cái đống hành lý của nó và nó bắt taxi đi về nhà. Ác quá. Thà hủy từ đầu đi, nó ra tới sân bay mình không được đi. Ác quá. Mà còn gọi làm phiền cái hãng người ta nữa. Nhẹ nhàng. Ác quá. Bỏ. Cách của tôi thì tôi thấy nó còn nhẹ quá. Nhẹ hơn cách của hai ông bà luôn. Là gì? Nói đại đi. Tôi mới biết. Ừ. Sao? Bỏ thuốc mê nó đi. Thuốc sổ này nọ. Tới bữa nó sổ đi không được. Ác quá à. Làm gì nó ảnh hưởng xương sao? Đúng rồi. Xương nó còn nhỏ mà nghĩ mấy cái cách gì không vậy? Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, mình đừng có tác động tới xương. Ừ. Tác động tới chú Út Lọt. Làm sao? Chú Út Lọt là sếp, tổ chức đi Ý. Chú Út Lọt có vấn đề thì xương làm sao đi Ý được? Hợp lý. Đúng không? Hợp lý. Bây giờ tôi nghĩ nè, bây giờ mình gian cảnh đụng gãy giò chú Út Lọt. Đụng gãy giò. Thì đó, chú bệnh nằm từ từ lành nhưng mà sẽ qua có được đi. Đó. Thấy sao? Xương nó trẻ, mình đúng. Thương là thương xương. Thương xương đúng thôi. Rồi. Nhưng mà nói nghe nè. Hả? Chú Út Lọt mà lỡ mà bị bệnh gãy giò nằm đó bệnh viện á, ừ. Công ty phá sản. Mà không ngờ luôn, không ngờ em á
em là cháu ruột của chú Út á, mà em nghĩ tới bước đường này vì tụi chị mà em nghĩ tới hy sinh cả công ty luôn. Thì kệ đi, chú Út cho đi ý quá thôi. Hay luôn rồi, đúng không? Thấy cách này được không? Được là đúng vậy nè, đừng có thuê ai á, tôi đụng cho. Làm đi, đi vậy đi, người trong nhà làm nó sẽ ngon hơn. Thì vậy cũng tốt á. Bé dạ. Ủa em đâu? Đi đâu về mặc cái áo vậy hả? Có hai cái cầu da gái không vậy? Đúng là muốn đứt tay. Dạ. Khỏe hả? Dạ em khỏe bình thường mà. Anh Vũ khỏe hả? Dạ em khỏe. Chuẩn bị xong hết chưa? Đi ý rồi. Cái vụ đi ý á hả? Ủa chứ không phải anh chị không muốn em đi hả? Thôi nào, trời ơi, lo cho em đừng chết. Trời ơi, anh chị chu đáo quá. Chu đáo. Ủa nãy chị nói gì vậy? Chị nói gì nè? Nói gì đâu, nói gì? Có phải là chị kêu là định hủy với máy bay á, để em ra máy bay để em không đi được á, đúng không? Chị qua tin chị đó. Chị không có nói, lại giống như một cái... Ông bà có nói rồi. Cái đó nó nhập có nói nhận đi để bé nghe. Thôi nói nhận đi. Vậy là chị có nói hả? Chị lỡ miệng, chị lỡ miệng, lỡ miệng hả? Ủa anh, hồi nãy anh nói anh ăn cắp bát bò của em với lại visa của em đúng không? Nè, tao gan tiếng. Thôi đừng diễn nữa, mình có nói mình nhận được rồi. Nói nãy có nói là giỡn cũng giỡn. Anh làm chứng là giỡn. Anh là cái người thật nhất. Em nói gì anh cũng xác nhận với em hết đó nè chị. Hồi nãy chị nói gì bỏ thuốc sổ cho em lên máy bay hả? Không, chị nói là bỏ thuốc cầm á, cầm tiêu chảy cho em. À, sợ em bị mắc bậy ăn bạ em lên máy bay bị. Chính chờ nó thuốc sổ thiệt. Vậy hả? Nãy chị còn chửi nó ác. Trời ác, ác lắm. Quá. Cản quá trời luôn á. Đường này rồi anh cản luôn hả? Cản, anh cản hết ba người này luôn á. Đừng có làm gì tới em. Dễ sợ vậy chú Út Lọt bị gãy chân là sao anh? Sao anh? Rồi cái đụng vụ mà bàn nhau đó, đụng xe xong mà gãy chân á, ý tưởng anh phải không? Thì đúng rồi, anh định làm gì cho chủ? Trời ơi, ý tưởng anh hay em luôn á. Em cũng nghe luôn đoạn đó hả? Dạ không sao, bây giờ anh chị cứ dàn cảnh đi, cứ bàn bạc cho kỹ vô. Tại vì dù sao em cũng không có đi nữa. Sao vậy? Tại vì em chuyển hướng rồi. Sao vậy? Là sao? Em đi lên Đà Lạt. Sao đi Đà Lạt vậy? Trời ơi, tại xưa á, em định nhận cái vụ này là tại vì bạn trai em, crush em ở bên Ý á. Xong rồi em mới cố gắng để mà được đi. Nhưng mà giờ bạn trai em về đổi địa chỉ rồi, lên Đà Lạt cho nên vậy em không có đi nữa. Tính quá, để tính là nhức đầu quá. Bây giờ em không đi nữa hả? Dạ đúng rồi. Em nhường lại. Dạ em nhường lại cho tất cả mọi người. Bé nó sớm còn rẻ rồi. Vậy là cuộc chiến bây giờ chỉ còn có hai đứa mình thôi. Vậy đâu ra tôi nữa. Tôi cũng chen chân trong một cái cửa đó đó. Gì vậy đâu ra tôi nữa. Đây là công bằng cho mọi người. Ủa gì vậy? Tôi cũng cần một cơ hội đi. Ủa gì vậy đâu ra? Ủa? Đây tôi nghĩ cách tới đó rồi. Cách này của tôi. Tôi cũng muốn đi ý. Thì hai người tính trước rồi. Thôi. Bây giờ nè, bây giờ mọi người cứ để cho chú Út Lọt tính coi ai là cái người đi ha. Bởi vậy người ta thường nói á là liên minh công lý, tranh giành đi ý thiệt là vô lý. Ơ cái gì vậy? Bây giờ ông ơi, nói đi. Mạnh đâu? Mạnh biết chuyện vỡ lỡ cho nên bị bắt đi rồi đó. Hai người phụ nữ một người đàn ông, các em thật là bạo lực. Nên làm những chuyện này ở trong phòng kín nhé. Làm cái gì mà trong phòng kín? Tụi em cứ tiếp tục đi. Anh bị anh nói gì anh Vũ?